mến chào các bạn đến với kênh Miền Núi. Đây là con rắn ráo sau khi được làm thịt đó các bạn. Nói chung mình cũng không có quay lúc mà làm thịt các bạn nha. Hôm nay từ cái con rắn này mình sẽ làm một món là rắn hầm xả với củ cải trắng các bạn. Món này đây nè, đây là xả và củ cải, một ít gia vị hành tím và cái nghệ tươi các bạn. Món này ăn kèm chung với mướp và mồng tơi các bạn nha. Mời các bạn cùng theo dõi video của mình nhé. Đây là mồng tơi sau khi mình xử lý và rửa sạch các bạn. Mướp cũng vậy nha. Cắt khúc, cắt lát gì tùy các bạn. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Bây giờ tiến hành nấu thôi các bạn. Đây là làm theo cách của gia đình mình nha. Mời các bạn. Trước tiên thì mình phải xào sơ cái thịt rắn các bạn, cho nó săn và thấm gia vị đây. Nói chung món này thì rất đơn giản, không có gì cầu kỳ và phức tạp. Mình chờ cho nó nóng dầu lên thì mới bỏ cái hành tím và nghệ tươi đã băm các bạn vào để xào lên. Nếu không có nghệ tươi thì mình sử dụng bột nghệ cũng được các bạn. Giờ dầu đã bắt đầu nóng rồi các bạn. Mình cho hành tím vào tao lên cho nó thơm các bạn, gọi là phi. Phi lên cho nó thơm, lát nữa mình sẽ đưa cái thịt rắn vào xào lên các bạn. Mình tao lên cho nó săn thịt. Rồi, bây giờ tiếp theo là mình cho cái nghệ đã băm sẵn các bạn. Món này thì nói chung cũng không xa lạ gì với các bạn ở miền Tây. Những cái nơi rắn rất là nhiều, họ làm những cái món rất là độc đáo các bạn. Đây là làm theo cách của gia đình mình. Mình cũng học hỏi một số người bạn trên YouTube. Sẵn đây mình quay video cho các bạn cùng xem. Rồi, ok. Mình đưa thịt rắn vào và đảo lên các bạn, săn cho nó săn lại. Đến khi săn thì mình sẽ đưa cái gia vị vào cho nó thấm. Rồi tiếp theo là mình cho xả cây vào các bạn. Xả đã bập chập và cắt khúc các bạn nha. Cái này là mình đã chuẩn bị sẵn sàng những cái gia vị để lúc mình nấu cho nó tiện thôi. Một chút ớt bột cho nó cay các bạn. Nếu các bạn ăn cay thì cho ớt vào các bạn. Mình sử dụng hai trái dừa tươi các bạn nha. Đây là mình nấu theo phong cách của người miền Tây Nam Bộ, rất là ngon. Đây, bây giờ mình nêm nếm gia vị rồi cho nó thấm vào trong cái thịt con rắn các bạn. Đây, mình sử dụng hai trái dừa tươi để làm nước lẩu các bạn nha. Rất đơn giản. Nhưng khi ăn thì nghiện luôn các bạn. Rất là ngon. Sau khi cho nước dừa vào thì trong bước cuối cùng nữa là mình bỏ củ cải trắng đã gọt sẵn vào trong nồi. Như vậy là cái món rắn hầm xả với củ cải trắng của mình đã hoàn thiện các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mến chào các bạn.